Chào các em, hôm nay hãy cùng ABC TV 123 tìm hiểu về 10 loài động vật đẹp nhất thế giới nhé. Thiên nhiên hoang dã nơi sản sinh ra vô số các loài động, thực vật vô cùng phong phú. Mỗi loài mang những đặc điểm, sắc thái khác nhau tạo nên sự đa dạng của muôn loài. Trong số đó có những loài vật với những nét đẹp đặc trưng trở nên quyến rũ, như tô điểm thêm cho sự sặc sỡ của thiên nhiên kỳ vĩ. Sau đây là 10 loài vật đẹp nhất thế giới theo sự bình chọn của ABC TV 123. Nếu các bạn có sự lựa chọn khác thì hãy để lại bình luận nhé. Top 10 động vật đẹp nhất thế giới. Ở vị trí thứ 10, cáo fennec hay cáo sa mạc là loài cáo chuyên hoạt động về đêm, kích thước khoảng 40cm tính cả đuôi, tuổi thọ khá dài có thể lên tới 14 năm. Chúng có bộ lông màu kem giúp chúng chống nóng vào ban ngày và giữ ấm vào ban đêm. Đôi tai dài, to sẽ giúp cáo fennec tỏa nhiệt cơ thể và làm mát cơ thể. Đôi tai cũng là đặc điểm dễ thương nhất của cáo fennec. Cáo fennec là loài khá nhỏ, chúng thích nghi được với môi trường nhiệt độ cao, sa mạc, thính giác nhạy bén dễ dàng nhận biết được con mồi di chuyển dưới lòng đất. Chúng thường đào hang sâu trong cát làm nơi cư trú và tránh được những kẻ thù nguy hiểm. Thức ăn chủ yếu của loài này là các loài côn trùng, chim nhỏ và các động vật có vú khác. Cáo fennec rất hiếu động và thích leo trèo. Loài cáo này vốn là một trong những chủ nhân của sa mạc, với vùng sống được xác định chủ yếu là sa mạc Sahara. Tuổi thọ trung bình từ 12 đến 16 năm. 9. Cá trạng nguyên là loài cá nước mặn, thường có màu xanh lam. Cá đực thì to hơn và có màu sặc sỡ hơn so với các con cái. Chúng được mệnh danh là một trong những loài cá đẹp hàng đầu thế giới hiện nay, được tìm thấy ở khu vực Thái Bình Dương. Cá trạng nguyên sinh sống cạnh các dạng san hô, khá kín đáo, ban ngày thường ẩn nấp, ban đêm mới ra đi kiếm bạn tình. Thức ăn của chúng thường là động vật giáp xác và động vật không xương sống loại nhỏ. Loài cá này cũng là loài cá rất được ưa thích dùng để nuôi làm cảnh, mặc dù giá thành rất cao và khá khó nuôi, nhưng ngắm những chú cá xinh đẹp này cũng rất đáng. Cái tên cá trạng nguyên là tên mà người Việt Nam đặt tên cho loài cá này, bắt nguồn từ ngoại hình, màu sắc, hoa văn trên cơ thể cá trạng nguyên đẹp hệ, như bộ quần áo của các tân trạng nguyên khi lên nhận phong chức. Chính vì thế, cái tên cá trạng nguyên ra đời và được người Việt Nam sử dụng để chỉ loài cá này. 8. Ếch phi tiêu độc tên khoa học là Dendrobatidae có nguồn gốc ở Trung và Nam Mỹ. Đây là loài vật rất dễ đánh lừa người khác bởi màu sắc, cũng như thân hình nhỏ bé của chúng, kích thước chỉ vào khoảng 5cm, nhưng chúng lại chứa trong mình chất độc khủng khiếp. Chất độc có thể ngăn chặn hoạt động của tế bào thần kinh tới các cơ, gây tê liệt và dẫn tới tử vong. Nọc của một con ếch phi tiêu vàng có thể giết chết gần 20 người đàn ông khỏe mạnh, hoặc thậm chí hai con voi đực châu Phi. Không chỉ được thổ dân sử dụng làm vũ khí chết người, nọc của loài ếch này còn được giới y khoa nghiên cứu nhằm chế tạo thuốc giảm đau. Ếch phi tiêu độc có màu sắc rất đẹp với đủ các loại như vàng, xanh, sự pha trộn lẫn nhau giữa các màu nhìn rất sặc sỡ, nhưng cũng là lời cảnh báo đầy sức mạnh tới bất cứ kẻ thù nào hãy tránh xa chúng, nếu không muốn nguy hiểm. Dù cho độc tính chết người có thể giết chết con người trong chớp mắt, thế nhưng loài ếch này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, vì sự khai thác rừng làm giảm môi trường sống của chúng. 7. Cua kẹo. Một nhóm các nhà thám hiểm dưới nước nghiên cứu về loài tôm hùm sống ở dải đá ngầm vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đã tình cờ phát hiện một loài giáp xác đầy màu sắc. Loài mới phát hiện được gọi là cua kẹo hay kẹo sọc cua ẩn sĩ, vì những cái chân màu đỏ của chúng có vết trắng cắt ngang từng khoanh trông, như từng viên kẹo. Qua nghiên cứu ban đầu cho thấy loài cua độc đáo này có những hoạt động về đêm giúp làm vệ sinh cho những loài cá trong vùng chúng sống. Cua kẹo là loài động vật khá nhỏ, kích thước vào khoảng 2cm, màu sắc tươi sáng với nhiều gam màu khác nhau trông giống như một viên kẹo hấp dẫn. Màu sắc trên cơ thể chúng có thể chuyển từ màu hồng sang màu vàng, trắng để dễ dàng ẩn nấp dưới các dạng san hô trước các kẻ săn mồi đang rình rập. Những đặc điểm cơ thể của chúng là phù hợp thích ứng với môi trường tự nhiên. 6. Bướm đêm hoàng hôn Madagascar là một loài bướm đêm thuộc họ Uraniidae. Nó được coi là một trong các loài Lepidoptera ấn tượng và hấp dẫn nhất. Nổi tiếng trên toàn thế giới, bướm hoàng hôn xuất hiện trong hầu hết các sách về côn trùng và được nhiều người sưu tập bướm săn lùng nhiều. Lúc đầu, loài bướm này được cho là từ Trung Quốc hoặc Bengal, nhưng sau đó được phát hiện là loài đặc hữu của Madagascar. Bướm hoàng hôn có sải cánh rộng từ 6-9cm với màu sắc cực kỳ rực rỡ, với nhiều màu sắc khác nhau như xanh da trời, xanh lá, vàng cam, đỏ, tím, đen, trắng, tạo nên sự thu hút đến lạ kỳ của loài vật này. Đặc biệt hơn là cánh của chúng không hề chứa các sắc tố tạo màu. Những màu sắc trên cơ thể chúng có được là nhờ hiệu ứng khúc xạ ánh sáng cùng với những tác động bên trên đôi cánh mà thành. Cho nên màu của chúng có thể thay đổi tùy theo góc nhìn, theo môi trường và thời gian trong ngày. Bướm hoàng hôn được tìm thấy trong suốt cả năm ở khắp nơi trên đảo, với số lượng cao nhất giữa tháng 3 và tháng 8, và số lượng nhỏ nhất giữa tháng 10 và tháng 12. Con cái đẻ khoảng 80 trứng dưới lá. 5. Hải quỳ.
Loài hải quỳ nhỏ giống như bông hoa này được tìm thấy từ Vương quốc Anh đến Địa Trung Hải và dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của châu Phi. Nó có cơ thể màu đỏ sẫm với 192 xúc tu màu đỏ nhạt hơn hoặc thậm chí màu hồng. Những xúc tu này có thể rút lại hoàn toàn, để lại đốm màu đỏ hoặc cam. Khi các xúc tu mở ra, có thể tìm thấy những hạt nhỏ màu xanh lam ngay bên dưới chúng. Những hạt này được gọi là acrorazi và chứa các tế bào đốt của hải quỳ. 4. Ngựa Ả Rập có tầm vóc trung bình tầm 1,35 đến 1,4 mét, lông màu nâu có điểm đốm trắng nên còn gọi là ngựa hoa mai. Chúng có hình dáng khá đặc biệt, với phần đầu và đuôi khá cao, thân hình rắn chắc, đầu có hình dạng khá độc đáo. Ngựa Ả Rập đã được nhân giống để trở nên xinh đẹp và dễ bảo trong khoảng 4.500 năm. Đây là một trong những giống ngựa phổ biến nhất thế giới, và nó đã cải thiện dòng của nhiều giống ngựa khác, bao gồm cả ngựa đuôi thuần chủng. Đầu của nó không thể nhầm lẫn, vì nó ngắn, lõm và thanh lịch. 3. Vẹt đỏ đuôi dài là loài chim kỳ lạ sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ. Chúng thuộc họ chim có tên khoa học là Psittacidae, một trong ba loại vẹt thực thụ. Một phần vẻ đẹp của chúng là màu sắc tươi sáng trên bộ lông của chúng, vàng tươi, đỏ thẫm, xanh cỏ, xanh hoàng gia và cam. Nhiều người nuôi vẹt đỏ đuôi dài làm vật nuôi, nhưng thực chất loài vẹt này là loài phải được chăm sóc trong môi trường tự nhiên. Vẹt đỏ đuôi dài là loài chim có kích thước trung bình, nhưng có đôi cánh lớn thu hút nhiều sự chú ý khi chúng dang rộng. Chúng là loài chim rất thích sống theo nhóm, nhưng có lẽ chúng đẹp nhất khi bay trên không. 2. Chim ruồi hay còn được gọi chim ong là một loài chim nhỏ, khi bay giữ nguyên một vị trí và đôi cánh của chúng đập trên 70 lần trên giây. Chim ruồi có họ hàng rất đông lên tới 349 loài phân ra thành 104 chi, trong đó tiêu biểu có loài chim ruồi Colombia và chim ruồi Elpito minimacroura là hai loài đẹp nhất. Loài chim ruồi Colombia bộ lông rất sặc sỡ, có loài màu xanh ngọc bích óng ánh cùng dải lông màu xanh lơ sáng rực ở phía trên cổ họng, dưới chân là chòm lông trắng muốt trông tuyệt đẹp. Loài chim ruồi Elpito minimacroura là loài ưa thích môi trường thoáng đãng, vì vậy đa số cư trú tại các rừng nhiệt đới ven biển. Chúng có bộ lông màu xanh lá cây, xanh dương và tím cùng chiếc đuôi được xẻ dài. Phần lớn loài chim ruồi đều có kích thước rất nhỏ, tối đa là 20cm. Chim ruồi làm tổ ở những cành cây nhỏ, hoặc treo lơ lửng, hoặc xây trong hang động. Tổ của chúng là nơi cho các con cái đẻ trứng, với hai trứng trên lứa. Mặc dù chim ruồi ăn cả côn trùng, nhện, nhưng mật hoa vẫn là thức ăn chủ yếu của chúng. Chim ruồi thường ở những nơi có nhiều hoa rồi bảo vệ lãnh thổ của chúng. Khi cảm thấy chán, chúng lại bay đi tìm những loài hoa mới lạ khác. Đứng ở vị trí thứ nhất, hổ trắng Bengal. Không nghi ngờ gì nữa, một trong những loài động vật phổ biến nhất trên thế giới là hổ Bengal. Chúng được công nhận là biểu tượng của sự hùng vĩ và sức mạnh. Hổ Bengal trắng hoặc hổ có tổ tiên lai Bengal trên AMUR có mũi màu hồng, bộ lông màu trắng và các vằn màu đen, xám hoặc sô-cô-la. Đôi mắt của hổ Bengal trắng thường có màu xanh lam, nhưng có thể có màu xanh lục hoặc màu hổ phách. Có khoảng vài trăm con hổ Bengal trắng bị nuôi nhốt trên toàn thế giới, số lượng này tăng lên hàng năm. Các em thấy thế nào? Đừng quên ấn like và đăng ký kênh nhé! Chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi!